Em kính chào tất cả anh em bà con ha. Hôm nay em tiếp tục lên lô máy điện theo theo lô đấy. Hôm nay em xả anh em ha. Nay em lên ít máy mài cầm tay đấy, theo lô anh em nè. Đây đó, máy này là em gắm điện vô là nó không chạy anh em nha, nhưng mà em chưa có đụng chạm cái gì vô nó hết, gắm điện vô là không chạy, nên em phân lô ra em bán cho anh em về dọn giúp em luôn. Bây giờ em dọn hết nổi rồi, sang tuần hàng mới nó về, coi như nó nằm đóng nó dọn lâu quá. Đấy. Cái đó là em quay cuối cùng anh em nha, còn đây là em quay đầu tiên. Anh em nào mua món nào thì anh em tu qua. Đấy. Rồi đầu tiên em quay địa chỉ của em luôn. Đây 3/7 Lý Tự Trọng, thị trấn Thịnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, và hai cái số điện thoại chốt hàng của em anh em ha. Đó. Rồi xong. Xin giới thiệu đôi chút về máy luôn. Là máy bên em toàn bộ tất cả luôn là sử dụng điện 100V anh em ha. Đây tất cả luôn, lô ngày hôm nay là toàn bộ luôn là sử dụng điện 100V. Anh em lưu ý kỹ giúp em nha, toàn bộ luôn là sử dụng điện 100V. Và cái hình thức mua bán bên em là máy bên em toàn bộ bao sóng và bao ship. Con nào em gắm điện vô không chạy trên video là con đó em bán sát anh em nha. Đấy, em gắm điện vô nó chạy là em bao sóng, còn những con nào mà em gắm điện vô không chạy là em sẽ nói bán sát ngay tại con đó luôn. Là em con là gắm điện không chạy là em bán sát cho anh em về quấn lại, hoặc là sửa được thì anh em coi như là sửa anh em ha. Đó. Rồi toàn bộ máy bên em luôn là tất cả cũng là bao ship. Đấy. Bao ship và bao sóng. Những máy bao sóng là em chỉ cần gắm điện vô nó chạy là bao sóng anh em nha, còn toàn lại là anh em về anh em dọn giúp em luôn, tại vì máy điện thì coi như là gắm điện vô nó chạy bao sóng cho anh em chắc ăn. À, cho bán mù thì coi như nó lại khó quá. À, cho nên là máy điện em gắm vô bao sóng cho anh em dễ hơn. Rồi bây giờ em sẽ test từng con anh em nha. Anh em nghe kỹ cái phần giới thiệu của em á, là rất dễ luôn. Từ từ định chỉnh camera lại anh em nha. Rồi đầu tiên em sẽ test con mã ngày hôm nay, anh em nhìn kỹ cái mã giúp em nha, cái mã số và cái số tiền mỗi con máy mà nó có theo một cái mã số của nó và cái giá tiền, anh em nhìn kỹ cái mã giúp em, tại em chốt theo một khi em quay video xong chốt theo sổ á, em không nhớ là cái con nó mã bao nhiêu, nên anh em xem kỹ cái mã giúp em nha. Rồi đây là con cắt gỗ lưỡi gì vậy bạn? Con này hơi xấu rồi nha. Con này hàng Hitachi. Lưỡi 33 1000. Con này nó công suất nó yếu nè. Nó tầm khoảng 900W thôi anh em nha. 10A, tầm khoảng 950W thôi. Đấy. Máy con này chưa dọn, nói chung là đóng tem hàng nhôm, coi như là đóng tem nhìn rất là xấu. Đấy, được cộng dây điện thì nó đẹp thôi. Lại cái bàn. Cái bàn nó đẹp. Bàn Hitachi nhìn còn sáng sủa luôn, nhưng mà con máy thì hơi xấu. Lưỡi 33 nhưng mà cái lưỡi này hình như là lưỡi 30 thôi nè. Đó, nó còn trắng một khúc anh em nha. Răng thưa luôn, không phải răng hợp kim. Đấy. Răng thưa. Rồi, 210 luôn chị. Ngày hôm nay mã là 210 trở lên anh em nha. Cái con này mã 210 giá 1.200.000 bao ship nè. Đấy. 210 ạ. Nặng 25kg anh em nha. Đó. 210. Anh em vui lòng nãy quên, anh em vui lòng chốt hàng, anh em đặt cọc trước giúp em nha. Mỗi mã hàng nhỏ thì anh em đặt cọc 100.000, 50, còn những con này anh em đặt cọc 200k trở lên anh em nha. Tại hàng con này tiền ship không là hết 200 luôn. Đấy, răng con này hơi xấu anh em nha, mẻ một lần 1 2 3 4 cái răng một chỗ luôn nè. Đó, mẻ 4 răng một chỗ luôn. 1 2 3 4 5 6 6 cái một chỗ luôn nè, 7 cái. Rồi. Đặt xuống bảo, test bảo. Ủa cái đuôi đó. Bấm lên. Rồi con này lửa than hay nẹt một bên đây anh em nha. Anh em giờ tháo than ra, vệ sinh than lại một bên này không nẹt lửa. Đấy. Hàng em bao sóng là như vậy, gắm điện vô sóng thôi anh em nha, còn lại anh em về anh em tự dọn giúp em.
con nào nẹt lưỡi em nói nẹt lưỡi luôn cho anh em biết đường anh em dọn ha. Đó, rất là đơn giản luôn. Rồi mã 210 giá 1.200.000 bao ship. Đưa các bạn đi luôn. Đẩy các bạn đi luôn. Rồi con này là con móc rảnh nhưng mà nó bỏ lưỡi cắt gỗ hợp kim anh em ha. Lưỡi này lưỡi 160. Lưỡi 160, con này là con móc rảnh mà bỏ lưỡi móc cắt gỗ hợp kim, dây nguồn dài. Mã 211 giá con này là 650.000 bao ship anh em nha. Cái bàn nó hơi méo méo tí xíu anh em giờ chỉnh lại nè. Đấy. Bớt đi. Rồi con này nó không nẹt lửa, nghiêm chỉnh luôn, máy chạy ngon lành. Anh em giờ vệ sinh một phát là xong anh em nha. Đó, cái cử này nó cà vô cái lưỡi này, bẻ là như vậy là hết kêu rồi. Lưỡi hợp kim còn xài vô tư anh em ha, xài được thời gian nữa. Đấy. Rồi mã 211 650.000. Rồi con này là con cắt sắt bàn hiệu Ryobi, nó là máy cắt sắt đá tua nhanh. Test máy trước anh em nha. Rồi đây, tán đá còn đầy đủ, nói chung là con này á còn rất là ok luôn. Về chỉ việc ráp đá vô là xài luôn anh em nha. Cổ than chạy không nẹt lửa. Đây là cái chân của nó đây. Đấy. Chân cẳng của nó thì nước sơn còn rất mới luôn. Đấy. Ô tô kẹp đầy đủ ở đây, ô tô kẹp nhanh luôn. Đá xài đá 305 anh em nha. 1450W, dây nguồn rinh dài luôn, hàng Ryobi. Mã 212. 212 giá con này là 1.200.000 bao ship anh em nha. Đấy, con này chính là thật sự là ráp đá vô xài thôi, không cần vệ sinh luôn. Ủa, miếng tảng đá đâu? Không biến hả? Bỏ vô, bỏ vô. Rồi con này dây nguồn dài, hàng của Makita. Đấy, dây nguồn nó quấn này dài anh em nha. Đấy, test máy trước luôn. Rồi con này lửa củi nghiêm chỉnh luôn nha. Đấy, đới của nó đây, 1, 2, 3, 4 chân, 3 chân cao su, 1 chân sắt. Rồi tô của nó thì còn đầy đủ đây. Mớp cho đây tí xíu nè nha. Đây mớp đây xíu không xin ơi. Đấy. Rồi con này xài đá 305 luôn. Con này nó có miếng tán đá trong à. Còn miếng ngoài mất rồi, anh em về tự độ anh em ha. Đấy, còn một miếng à. Xài đá 305 anh em nha, hàng con này hàng Makita 23 đúng chị. Rồi 23 con này giá 1 triệu anh em nha. Đi luôn em. Rồi con này là con Hitachi luôn. Nó không có tán đá anh em nha, em tiếp máy trước luôn. Thank you.
Rồi, con này 27 chị. 4. 214 giá 900k anh em nha. Cái này nó mất tán đá. Cái tán kẹp lưỡi đá đây. Đấy. Tính anh em 900k bao ship luôn. Đấy. Ở tôi kẹp đầy đủ anh em nha. Dây nguồn dài. Mất chỉ mất đúng một cái tán đá thôi. Lưỡi củi nghiêm chỉnh, hàng Hitachi luôn. Đấy. Mã 214 giá 900k. Xài đá 305. Đi đi. Rồi con này là con 215. 1.500k anh em ha. Đây là con cắt sắt tua chậm. Rồi con này là con tua chậm, xài đá 355. Nó là 1450W, dòng tua là 1250, tua rất chậm anh em ha. Đấy, giá là 1.500k, lý do là cái đới nó bị bởi rồi. Máy thì chạy coi như là kêu, nó hơi kêu bật đạn tí xíu anh em nha, giờ thay bật đạn luôn. Hoặc là anh em do tháo ra chai dầu mỡ vô, tán đá thì còn đây. Đấy. Còn nó cái chân của nó đây, nó bị bởi một góc chân ngay đây anh em nha. Đây, một góc chân ngay đây, góc ngay đây. Còn hai cái chân bên này thì còn, nhưng nó bị bởi hai góc chân thì nó bị méo, anh em về nhà anh em độ lại giúp em cái chân. Đấy. Nhưng mà con này là con tua chậm. Bị bởi. Máy chạy thì không đánh lửa, để em bóp lại cho em coi. Rồi xài đá 355 anh em nha. Đấy, bị méo bị bởi hai chân hai bên đó. Rồi mã 215 1.500k. Rồi con 216 này không chạy anh em nha. Gắm nó đi vô không chạy, em cũng không có đụng chạm gì luôn, không sửa. Đấy, anh em về nhà cái này là em bán sát cho anh em nha. Đây gắm đi vô nó bóp nó có chạy đâu. Đấy. Con này xài lưỡi 160. 1150W, lưỡi 190. Xài lưỡi 190 anh em nha. Đấy, hàng của SSC. Đây, chạy ngon lành coi vô quên. Hình thức là ngon lành luôn á. Nhưng mà coi như là lưỡi hợp kim. Đẹp. Chỉ là có cái là gãy cái tay đây, anh em về hàng cái tay lại hoặc tháo ra sửa anh em nha. Đấy, em chưa sửa luôn. Đây là em bán theo giá gì trai coi như là em nói thiệt chứ không có nói dối mấy anh đâu. Bao nhiêu ta chị? 216. Con này mang sát anh em nha. Gắm điện vô không chạy anh em giờ sửa được rồi anh em sửa. Đấy. Này nó 2 ti xéo. Đới của nó thì rất là ok luôn nè. Đấy. Rồi đưa đi. 216 giá của gì quen giá nhiêu á? 650k anh em nha. Đi. À, ông nội này cũng vậy luôn. Xay được không? Rồi xay coi như cứng anh em nha, vệ sinh giờ tháo ra vệ sinh lại, đây chuột được nè. Chuột tay rồi. Xéo. Rồi xay xéo chuột được, nhưng mà xay bằng dưới anh em giờ tháo vệ sinh lại anh em nha. Nó hơi cứng á. Nó cứng luôn chứ không phải là hơi nữa. Con này nó xài lưỡi 190. Răng hợp kim còn xài hút vô tư anh em ha. Đấy. Mã 117. À 217. Giá nó con này là 1 triệu. Con này sống anh em nha. Đây. Rồi lửa củi nghiêm chỉnh không nè, chỉ con này với vệ sinh giờ nhà vệ sinh cái đới xoay lại anh em nha. Đấy,
ăn cơm không có bị bể đâu. Đấy, chắc chắn luôn. Dẹp. Xay xéo, xay một bên 2 ti chịu được rồi. Mã 217 1 triệu anh em nha. Rồi con này 218 cũng 1 triệu luôn. Con này là con của Makita. W điện 100V anh em ha, Makita 7100B. Được con dây thì coi như là bao chắc luôn. Con này là con đục mộng xích. Đấy, nặng 19kg anh em ha, rất nặng luôn. Rồi con này chạy nghiêm chỉnh luôn. Anh em giờ tháo ra chai dầu mỡ bên trong lại anh em nha. Viên con này phải chai dầu mỡ bên trong lại. Nó ship. Rồi mã 218 1 triệu bao ship. Rồi con này là con cắt vải công nghiệp. Đấy. Lưỡi nó bén lắm anh em nha. Lưỡi rất bén luôn. Rồi con này là con cắt vải công nghiệp anh em ha. Nó là điện 100V. Hàng gì electronic. Đấy. Electronic của Gia Băng anh em nha, chứ không phải là máy trong con này, không phải là máy Trung Quốc. Đấy. Dung dịch có đầy đủ, lưỡi đầy đủ luôn. Rồi mã 28 hả chị? 29. Rồi mã 219. Con mã 28 rồi. Rồi. 219, con này 1 triệu luôn anh em nha. Hình thức là y như trong video mà sao em giữ y vậy luôn. Rồi đây là anh Bào Tô Qua. 220. Dây nguồn riêng dài đẹp anh em nha. Đấy. Ngoại hình của nó dính xấu thôi. Này anh em giờ nhà vệ sinh lại bên phía bên ngoài, còn máy chạy vô tư. Rồi lưỡi đẹp luôn anh em nha. Rồi giá nó là 550k, mã 220 luôn. Bào Tô Qua lưỡi 136, đường Tô Qua kia luôn em, một cặp luôn. Rồi con này 221, con này đẹp hơn anh em ơi. Đấy. Hình thức nó vệ sinh dễ hơn. Sáng hơn con kia chút và cũng một loại luôn. Rồi lưỡi ok luôn. Rồi mã 221 giá nó 600k anh em nha. Đấy, hai con, một cặp nhưng mà con này thì hình thức nó ok hơn chút. Vệ sinh đỡ gọn hơn. Rồi, con này 222. Con này hàng của Makita cũng lưỡi 136 luôn. Rồi, máy con này 66 nhưng mà răng hợp cái lưỡi hợp kim bao chắc luôn. Cái bộ răng anh em ha. Còn hình thức bên ngoài thì hơi cũ, anh em giờ vệ sinh lại và cái bên trong luôn. Con này anh em tháo ra chai dầu mỡ vô anh em nha, nó chạy nó mới trơn tru được. Và con này dây điện không có cái đầu.
Đấy, nó không có đầu anh em nha. Mã 222 450k, bao ship, bao sóc. Rồi con này 223. Cũng 450k luôn, hàng của Makita lưỡi 136 luôn. Rồi, lưỡi cũng chất lượng luôn anh em nha. Riêng hai con bào này thì anh em gọi xin cả trong lẫn ngoài giúp em nha. Đấy, 223, 450k luôn. Rồi con này là 224. Cũng Makita luôn. Đời cao hơn tí. Đấy, lưỡi con này thì coi như là cũng ok luôn, nhưng mà không đẹp bằng hai con kia anh em nha. Giá con này là 500k, đầu fit không có fit cắm nè. Đấy, anh em giờ mua fit cắm bỏ vô con này, anh em giờ vệ sinh bên ngoài thôi khoảng là tốt rồi. 224, 500k đây nha. Rồi 225, con này em quay lại nè, hôm bữa ông anh ông chốt sâu không cọc cho nên là nó vẫn còn nằm đây. Đấy, hôm nay em quay lại cho anh em chốt lại nè. 225 con này 700k, con này là bào lưỡi 136 Hitachi, nó có điều tóc đây anh em nha. Đây là có điều tóc đây. Điều tóc ngay đây. Hình thức nó thì coi như là vô tư đẹp luôn. Răng không mẻ anh em ạ. Rồi con này có điều tóc anh em nha. Dây nguồn của nó đây. Nối khúc ngay đây nhưng mà rất là dài luôn, bao phơi luôn. Rồi 226, 700k anh em nha. Còn đây là anh thần nước mặn đây. Bao nặng luôn. Mà không biết sử dụng vô cái máy gì. Bỏ lên em, bỏ lên thôi. Nhiều thấy không? Đây anh em nha, cái răng của nó đây. Bây giờ bỏ cho bên hàng xuống. Đó, nó xài vô cái gì em cũng không biết luôn. Nó thụt lên thụt xuống, cái lưỡi của nó. Anh em nhìn kỹ không? Đây. Đấy, cái lưỡi này thụt lên thụt xuống anh em nha. Rồi, nặng lắm. Rồi anh em giờ nghiên cứu giúp em nha. Mã nhiêu rồi? 226. Giờ 226 hay 226? Giờ. Dạ. 226, giá con này là 800k anh em nha. 226 800. Đấy, anh em giờ độ chế gì đó. Rồi con này cầm điếc anh em nha. Đấy, không chạy. Gắm điện vô không chạy luôn, bán sát luôn anh em. 227, 300k. Đấy. Dây điện bao phơi luôn anh em nha, bao dài luôn, đây nguyên một cục luôn. 227 giá 300k, hàng Hitachi, con nàng bắn đinh kim. Xét cứng là tháo ra luôn. Rồi 227 300 anh em nha. Rồi giờ tới đục Makita 17 ly. 228 con này 600k, con này đục 0801 Makita 765W.
Rồi đục Makita đây nha. Đây, một máy một buổi. Hình dạng nó như thế này. Rồi, mã 228 giá 600. Rồi con này là con Hitachi luôn. Hitachi H41SA2 mã 229 500k, con này 1050W. Đấy, một máy thôi anh em nha, không có mũi, dây điện cũng dài. Rồi này 230 450k. Rồi cũng y như con trước luôn, 0811. Đấy, máy một buổi đục vô tư nhưng mà cò bị dính nút, với lại cổ thang nó nẹt lửa anh em nha. Đây giờ tháo cổ thang ra vừa xin dọn lại giúp em. Đấy, cái giá của hai con chênh lệch nhau. Cho anh em giờ dọn nha. Con kia thì nghiêm chỉnh rồi. Công tắc bây giờ con này thì coi như là bị dính nè, đó là cổ thang. Em trừ tiền ra anh em giờ dọn nha. Mã 230 giá 450k. Rồi con này là con Hitachi, con Kon 440W, nhẹ nhàng ở đây nha. 231. Rồi con này 231 giá 350k anh em nha. Rồi đây còn con đục 30 ly. Thắng liền. Bữa giờ lô hàng này giờ đục 30 bao la luôn. Bữa giờ tìm không có con bầu nào nữa. Rồi đây là con bầu có nhá. Makita HM1301 đục 30 ly anh em nha. Ráp mũi vô luôn em. Dây điện zin dài luôn. Một máy một mũi và một thùng. Rồi ok, xong. Máy không nẹt lửa nè nha. Nhiều quá mã số. Rồi thùng này mã 232, một máy một mũi và một thùng của đó luôn anh em nha, thùng Makita luôn. Giá là 1.700k bao ship. Rồi con này là con Iwata. Mã 233. Giá là 600k. Rồi con này là con bình hơi hay sao anh em nha. Đây là cái ống này, nó máy nó chạy cái này ra hơi nè. Đấy. Em cũng làm biến nghiên cứu á. Gắm vô chạy sao nó vậy luôn cho anh em nghiên cứu nha. Đấy. Hàng của Iwata Bosswell. Ngoại hình của nó sáng sủa. Đấy. Rồi hả 233 giá 600 anh em nha. Đây. Sáng sủa. Rồi 233 600. Rồi con này 234, con này bán sát anh em nha. Gắm điện vô không chạy luôn. Bị cháy dây đồng rồi. Cái này anh em về nhà quấn lại thôi anh em nha. Cái này không sửa được. Chỉ có quấn lên lại 220V thôi. Đấy. Cái này là con đột, đây là con đột lỗ.
đây là con đột lỗ anh em nha. Rồi mã 234, con này 700k, con đột lỗ. Đấy, đột lỗ rất to, 234. Lấy cái thước đục nó đục đột lỗ nhiêu nè. Rồi anh em thước anh đo thử cái lỗ của nó đột được bao nhiêu. Đây anh em nha, anh em nhìn số giúp em luôn. 13. Đó, 13 anh em nha. Rồi. Mã 234 700k anh em. Con này chỉ giờ quán 220 thôi nha. Bên này con này em bán xác á. Rồi đưa đi. Ở đây là con máy cắt tay cốt 180. Ngoại hình hơi xấu anh em nha. 180, ngoại hình xấu, máy chạy tốt lắm. Rồi 235. 400k con này anh em ơi. Đó, bao sóng bao ship cho anh em luôn. Gắm đi vô sóng không dám bao anh em nha, gắm đi vô không chạy là chỉ bán sát thôi. Rồi 236 con này bán giờ anh em nghiên cứu luôn nè. Hình như anh em bu lông gì tu chậm gì đó cái giờ cũng chả hiểu luôn. Máy thì chạy ngon lành lắm đây nè. Khúc đầu nó đây nè nha, khúc đầu này nó bị hàng nghe đây nè, nó hàng mấy cái chấm đây nè. Rồi 236 300k luôn anh em nha. Còn thiếu đâu. Ở cái cục này là cục điện 3 pha. Đúng rồi. Dây đâu thì dây đâu, dây đâu. Cái này là cục điện 3 pha anh em nha. Đây, điện 3 pha đây. Không biết nó sử dụng vô cái gì đây. Đó. Hai cái chấu chân. Dây điện nó to đùng luôn. Đấy. Rất nặng anh em. Thả dây rồi. Một đường dây nó có cái cục này. 37. Rồi 237 300k luôn anh em ơi. Đây là điện 3 pha, cái này anh em nào có điện 3 pha mới thử được nè. Đấy, cái này em bán sát luôn anh em nha. Không thử được là bán sát hết. Rồi 237 300k anh em nha. Rồi 238 sát luôn em nha. Con này bao nặng luôn. Rất là nặng. Mười mấy ký á. Rồi, con này anh em giờ tháo ra coi giờ chỉnh sửa gì đó. Trong này em thấy không thấy công tắc nó đậm đâu. Đấy, con này bán sát anh em nha, mã 238 giá 500k. Xài vô gì đây? Đây cái tay vặn. Còn chữ gì đọc không ra luôn. Rồi ok đi, 238 500. Đây thùng vàng anh em nha. Đây.
239. Kho báo. Hôm nay coi như là em mới cho nhân viên em nó đầu coi như là 3 tháng em được ra được thùng này. Ráp được không? Ráp vô. Cái gì vậy? Hết đầy luôn. Đây anh em nha, đây là một con máy nhưng mà nó sử dụng vô tới 4 chức năng. Nó sử dụng 4 chức năng. Cái này là cưa lỏng máy thì máy Makita. Đây, chức năng đầu tiên đó là cưa lỏng. Đây là vô cưa lỏng anh em nha. Đó, cưa lỏng. Rồi chức năng cưa lỏng xong. Đây là chức năng cưa đĩa anh em nha, một con máy sử dụng vô 4 chức năng luôn. Còn đây là 5 chức năng luôn chứ không phải, cái đây là đầu khôn ráp vô cho nó luôn là 3 chức năng rồi. Đó là đây là 2 nè. Đây là nguyên cái bộ của nó, toàn Makita không anh em ha. Đây, đây chữ Makita luôn. Và cái này cũng là Makita, cái này là răng thưa luôn. Mới chóc ken xe ben luôn. Rồi, đây là máy bào. Giờ vô chức năng máy bào. Có cử anh em nha. Đây là đồ mở khôn. Đây là đồ mở của lưỡi này. Đây đồ mở của cưa lỏng sao á. Đó. Còn đây là mài khuôn nữa anh em nha. Ở đây là cái cử gì của mấy bào sao á, chả biết luôn. Rồi. Đây là mài khuôn nữa nè, nhưng mà chức năng này coi như cái đầu này chỉ có cái đầu này không, cũng chả biết luôn, cũng Makita hết. Nói chung là 1, 2, 3, 4, 5 chức năng á anh em nha. Đấy, một con máy nguyên bộ luôn, nguyên bộ sản phẩm, còn mới ken xe ben luôn. Cái này cái gì đây? Này cái cử của máy gì á? Giờ tự khám phá. Rồi đây anh em giờ tự khám phá này nha. Đây là thùng vàng em cất con đầu coi như là 3 ngày rồi anh em ủng hộ. Đấy. Này vô nè. Đây còn miếng đánh bóng nữa. Đây chức năng đánh bóng gì nữa? Đó. Đánh bóng chà nhám. Chà nhám. Sao bạn bị? Nó đưa ra ngoài đây. Rồi, hạ mã 239 800 anh em nha. Rồi đóng thùng em. Đấy, thùng thiết của nó đây anh em nha. Chắc cái trên này thôi. Lật đít lại. Rồi đít nó muốn bung luôn rồi. Cái thùng có cho vui thôi. Còn miếng này thôi. Rồi cục này là 240, hàng của Milwaukee 240. Con này là con rút lõi bê tông. Nó gì, con gì rút lõi hay cái gì á, máy gì á. Hàng Milwaukee anh em ha. Đây. Máy thì chạy ngon lành anh em nha. Còn cái đầu này thì em thấy nó không có chạy nè. Cũng không biết luôn. Đấy, cái đầu này không chạy, máy thì chạy ngon lành. Bao cho anh em máy sống nó chạy ngon lành luôn. Còn cái đầu đó anh em giờ tháo ra coi như là vệ sinh là làm lại giúp em nha. Đây dây nguồn của nó đây, rất to dài luôn. Rồi mã 240, cục này giá 900 anh em ha. Rồi cục này là cục chà nháp 241 của Hitachi. Dây nguồn dài nhưng mà giờ dây nối anh em nha. Đấy. Rồi 241 giá 250 luôn anh em ha. Rồi con này 242. Cục này cũng Makita.
200W xài đá 150. 200W xài đá 150, một bên có đá, một bên thì mất bảo vệ thôi. Hai bên có đầy đủ đồ người. Rồi 242 cục này giá 600k anh em ha. Đấy, ngoại hình nó không bỡ dở cái gì hết. Giờ chỉ còn vệ sinh lại phát bên ngoài là cho sạch sẽ đẹp là ok anh em ha. 242 600k. Rồi này 243. Cái này khỏi test anh em nha. Đó. Này bị cháy rồi, anh em giờ là lấy phụ tùng. Hoặc là quấn lên là 220, nói chung là cái này em bán theo giá dây chai anh em nha. Đá thì nó bị cục này nó bị tét rồi. Này. Nhìn ngon lành lắm nhưng mà nó bị tét tét miếng đá rồi. Cái này anh em giờ quấn 220 hoặc là tháo phụ tùng gì đó, nói chung là làm cái gì đó, làm lấy cái gì đó lấy anh em nha. Đấy. Nhiều đi. 243. Rồi 243 200k. Bán xác anh em nha. 243 200k là coi như là bao ship bán xác. Rồi. Cái chân nó bị gãy ngay đây. Đây. Chân nó bị gãy trước gãy sau rồi. Con này cũng vậy luôn, bán xác luôn, 244. 350k, ngoại hình còn rất là mới, rất ok luôn. Hai tán đá còn đầy đủ luôn. Hai bên nắp bao giờ đầy đủ. Đấy. Nhưng mà bị cháy dây đồng rồi anh em nha. Đấy. Bị cháy dây đồng rồi. Bán xác luôn em ơi. 244 350k anh em nha. Bây giờ qua theo hàng luôn. Đây là 245. 245. Đây là 2001 chiều, đầu kẹp 10 ly và một con đầu kẹp 13 ly. 10 ly của Toshiba là con này. Con 1 chiều mà cộng dây điện bao phơi luôn anh em ha. Rồi con này bị nẹt lửa nên một bên anh em nha. Rồi 245, con này một cặp này là 350k. Đấy, một con 13, một con 10 của Makita và coi như là Toshiba. 245 đúng không? 246, hai con này là con vít thạch cao. Đây. Rồi này em test nhanh anh em nha, em không đọc công suất anh em ơi. Rồi có đảo chiều luôn, vít thạch cao có đảo chiều, mã 246 giá 250k một cặp về anh em nha. Đây 247 cũng 250k luôn, cặp vít thạch cao luôn. Vít thạch cao nó có đảo chiều hết anh em nha, cặp một con của Makita, con Hitachi. Rồi mã 247 giá là 250k luôn. Con này 248. Cặp này một cái 6 một cái 10. Makita này 10 ly nè. Con Hitachi này 6 ly em nha. Mã nhiêu tiền? 248. Rồi dây điện ok luôn em ơi, không nói luôn. Mã 248 300. Này mã 249. 250k. Con này 6 ly. Con này 10 ly. Con này không có dây anh em nha. Dây điện có nhưng mà coi như không có đầu cắm nè. Đây dây điện có không có đầu cắm nha. 249 250k một cặp. Rồi cái này 250. Bán xác luôn, con này anh em giờ quấn lại anh em nha, hoặc lấy phụ tùng thôi.
Đấy, con này chết rồi, cắm điện vô là đứt đứt bóng mùa thu rồi. Tháo ra là nó bị cháy luôn anh em nha. 250. Mã 250 giá 350 luôn, bán sát anh em nha. Đây, hàng mang chi ta. Đấy. Máy bán sát em cũng không cắt dây điện luôn. Có sao để vậy luôn cho anh em về nhà coi tự xử á. 248 350 anh em nha. Đây. 249. Cái gì? Em. Đó 251. Đem tới lại đây lộn số rồi, đem tới lại đây coi. 29 là 250. À đây. 250 anh em nha, 350 độc lộn. Ra đây giờ là 249. Mày thích. Chị đứng đó chị canh giùm em. 250. Rồi cái cặp này 251 vít thạch cao. Rồi 251, 250k anh em nha. Hai con cũ Makita luôn, vít thạch cao có đảo chiều. Dây nguyên, có dây phích cắm đầy đủ. 252. Rồi, hai con đầu kẹp, một con đây 10 ly nè. Con này đầu kẹp 6 ly nè nha. Rồi 252 giá 250 luôn. Một cặp anh em nha. Này 253. Con này đầu kẹp 6 ly cũng mang Makita dây nguồn được. Con Hitachi đầu kẹp 6 ly anh em nha. À 10 ly luôn. 10 ly, hai con đều 10 ly anh em nha. Rồi. Đúng rồi. 53. Rồi 253, 250k. Đẩy xuống anh đi. Rồi một con đầu 10 và một con này là đầu, con đó đầu 13, con này đầu 10 anh em nha. Hai năm bốn cặp này 300 anh em nha. 254 cặp này 300. Đây 255 cặp này 300 luôn. Một con Hitachi đầu kẹp 10 hai, mà con Hitachi đầu kẹp 13. Rồi 255 300k anh em nha. Rồi 256. Cặp này 250 viết thật cao luôn. Một con Ribi và một con Hitachi. Như con này bị mất cái đầu anh em nha. Đây, anh em đút cái đầu vít vô đây em cũng chả biết luôn. Đây. Rồi 256, 250 luôn, hai con. Hai trăm năm bảy, hai con này đầu kẹp 10 ly hết anh em nha. Này có điều tốc. Rồi hai con hãy 257, 250 luôn. Rồi 258, 250k luôn.
Đây vít thịt cao anh em nè. Rồi hai con Makita vít thịt cao luôn. 258 250k luôn. Rồi 259 cặp này 300 anh em nha. Con này đầu kẹp 13 10 ly của Makita. Con này là con Fontaro. Có đều tóc anh em nha. Khi đè xuống là nó chạy vô nè anh em nha. Đó, dỡ lên là chạy ra, đè xuống chạy vô. Rồi, mã 259 cặp này 300. Hết cặp vô được cặp hết luôn. Hết cặp, hết cặp rồi. Rồi hết cặp rồi bây giờ qua cho lẻ anh em ha. Đây 260. Con này con Makita cắt tay. Bỏ cái này đi. Cốt này nó cái này máy chạy mà cái này cái đầu nó thêm thấy nó chạy chậm rùa. Bỏ. Con này 260 nè, bằng giá nè. Rồi con này là con Ribi. Con này có búa anh em nha, hàng Ribi khôn đảo chiều điều tốc có búa. 420W, mã 260, 250. Đi con không kìa. Con nãy quăng rồi bạn. Rửa mặt chưa? Để bóc lộn thấy mã bóc mẹ. Rồi 261. Rồi con này không có búa anh em nha, cũng 250 luôn. Con này không có đầu cắm nè. Phích cắm anh em về ấy cho anh em nha. Đây. Rồi con này là nghiêm chỉnh luôn, đầu kẹp 13 ly. Chỉ là không có đầu cắm thôi. Đầu này anh em giờ vừa xin lại nha. Rồi 261 250k luôn. Rồi con này là con cắt tay 262. Rồi tem mạc nó đi hết rồi. 262 200k anh em nha. 262 200. Rồi cái này Makita 263. Rồi con này 263 là 250k anh em nha. Cái này 264 200k. Cũng 200 luôn. Con này con cưa lọng Hitachi anh em nha. Nếu nó chỉ có cái kẹp đó, cái dạng lưỡi ở đây thì ốc của nó đúng, còn cái này ốc sai anh em ơi. Này là nó bỏ vô cho kẹp cho cứng rồi cho có rồi, không phải ốc của nó. Rồi mã 265 200k luôn. Rồi 266 thùng này là của Mitsubishi 01 chiều. Đấy. Có cái thùng cho đẹp thôi. Đầu kẹp 13 ly anh em nha. À, con này vừa xin cái đầu lại nè. Nói chung là máy khôn là vừa xin lại cái đầu hết anh em nha. Thật sự là bên em bán máy mà coi như là máy giờ là phải vừa xin lại hết, chứ không có con nào mà không vừa xin anh em. Anh em lưu ý giúp em nha. 266 250k.
Rồi giờ qua máy cắt rũa. Này 267. Rồi 300k. Rồi con này xài răng hợp kim anh em nha. 267 giá 300k, xài lưỡi 190 1050W. Anh này nhỏ nhỏ, hàng Makita mà dây điện bắt ngắt luôn. Rồi con này 268. 250. Rồi con này nó hơi nghẹt lửa này nha, anh em vừa tự dọn nha, 268 250k. Đấy, em bao ship và em bao sóng là gắn điện vô là sóng thôi anh em nha. Máy bên em bây giờ là em không có dọn nội nữa, cho nên là bây giờ bất cứ con nào gắn điện vô sóng là bao sóng thôi. Bao nhiêu rồi? 29. Rồi con này là con móc rảnh của Hitachi, xài lưỡi tối đa 2.1. Công suất nhiều nó không đổi luôn. Đây xài lưỡi tối đa 2.1 anh em nha. Máy có thắng đới Atimon. Ngoại hình thì cũng ok luôn. Mã 269 300. Rồi con này 270. Con bot dây thì dài nhưng mà dây nối không có dây điện anh em ha. 270. Hai trăm rưỡi luôn, không có gì phít cắm anh em nha, làm xong luôn chơi ngu luôn, lát ra nối lại. Rồi 270 hình gì cũng hết rồi. Phá thì đúng cha thằng. 271 con này hàng Trung xuất xuất Nhật anh em nha. Đấy, tài lưỡi 160 răng hợp kim. Nói chung là những cái con này thì anh em xài cái chất lượng nó không bằng những cái con máy Makita hoặc Hitachi đâu em ha, nên giá thành rất là rẻ luôn. Mã 231 giá 200k bao ship anh em nha. Mã 271 anh em nha. À 271 chứ. Nó muốn đọc sao nó đọc á. 271 răng hợp kim bao đẹp luôn á. Đó, máy thì đẹp lắm. Đấy Atimon, chỉ có con này ngoại hình nó xấu này, chứ mấy cái loại mà hàng Trung xuất Nhật nó đẹp lắm. Đấy, 271 giá 200k. Nhưng mà chất lượng của nó thì không bằng những cái con này đâu. Đấy, những con này nè. Nó mới trâu. Bao trâu bò luôn, bò đạp cũng chết luôn. 272. Rồi cái này 272 250k luôn. Này xài lưỡi 180. Xài răng hợp kim luôn, nhưng mà cái răng này đang là lưỡi 160 hay sao á, em thấy nó còn trống một khúc nè. Đấy, lưỡi á. Dây điện bao phơi luôn em ha. Mã 272 250 luôn. Cái này 273. 273 răng hợp kim luôn anh em nha. Đấy. Răng thì hên xui, có con nào anh em bóc trúng con nào lưỡi đẹp thì coi như là về xài tốt còn lành, con nào mà lưỡi xấu xấu xài đỡ coi như thay lưỡi mới anh em ha. 273 250. Rồi con này xài lưỡi 160. Công suất nó 650W 30W. Nói chung là lưỡi 160 nó tầm dưới 700W, còn lưỡi 190 là 1050 anh em nha. Rồi con này 66 nhưng mà dây điện kết cấu đẹp nè. Ngoại hình nó bao xấu luôn. Vô thôi anh em giờ vệ sinh lại nha. Con này xài lưỡi 180 190. 1050W anh em nha. Đây bảy mấy chị? 274 giá con này là 300k. Răng hợp kim đẹp luôn anh em nha. Đấy, con này răng đẹp rồi. 66 thôi mà răng đẹp là có thắng nè.
66 thôi mà kết cấu hơi bị tốt anh em ha. Rồi 274 giá 300 luôn. Rồi con này 207, từ từ con xịt dưới đi. À, còn nữa hả? Rồi 275. 450k hàng của Hitachi lưỡi 190. Con này nó không xài lưỡi cắt gỗ nên nha, nó xài lưỡi cắt sắt á. Rồi. Cái cạc tiền của nó bị cái gì tháo lưỡi ra anh em nha. Đây, đỡ vậy luôn. Lưỡi cắt sắt nhưng mà cái lưỡi này nó khác cái lưỡi kia, lưỡi răng nó nhỏ xíu anh em nha. Lưỡi hợp kim con bao đẹp luôn. Hợp kim đẹp. Đấy. Máy có thắng đầy đủ luôn. Đây em quay cái lưỡi cho anh em xác cho anh em coi nha. Đấy. Nó không phải là lưỡi cắt gỗ. Rồi 275 450k anh em nha. Rồi này 276 là giá 300k. Lưỡi 160. Cái lưỡi đó, anh em nha, còn con máy lưỡi 180 lượt. Cái lưỡi trong máy thì có 160 thôi. Chiếu rồi. 270 mấy gì? 76. Rồi bán em 250 luôn, đi cho nó nhanh anh em ơi, chặt nhà qua từng sâu hàng mới về mày thành lý đi cho nó nhanh. Đấy, hàng con đó con Ribi anh em nha. 77. Rồi con này 300k nè, 277 nè, hàng Hitachi lưỡi 190 nè. Rồi răng hợp kim anh em nha, con này xài tạm thôi. Con này là xài lưỡi 160. Không có miếng cà tê luôn, mất miếng cà tê luôn. Răng hợp kim xài vô tư anh em nha. Dây nguồn con này thì đẹp. Máy thì đẹp, mất miếng cà tê thôi. Rồi 278, 250k anh em nha. 278, 250. Lưỡi 160. Rồi hết mấy cắt gỗ rồi, bây giờ chuyển sang là máy đánh bột. Rồi con này là con đánh bột của Toshiba, Tobashi. Rồi dây nguồn con này bao dài luôn anh em ha. Đấy. Không nối, không sức, không mẻ. 279 hả chị? Rồi 279. 300k anh em nha. Đấy. Rồi con này là 280. Con này là con máy khôn, nó gắn máy đánh bờ, gắn cái cây đánh bột vô anh em nha. Cây này nó bị cong cong méo méo vậy nè. Đấy, cho nên là máy nó khi nó chạy là nó sẽ bị giật nè. Đó, thấy không? Cái này đánh bột thửng được hả? Đó. Có điều tóc luôn em nha. Đây là em chỉnh điều tóc số 1 nè, tại vì cái cây nó quay nó giật quá em không dám chỉnh á. Đó, thấy không? Lên số nó mạnh quá nó giật lại anh em, giờ gò lại cái cây đó anh em ha. Đó nó bị cong á. 280, 200k anh em nha. Rồi 280, 200 đưa đi. Rồi con này cũng Tobashi luôn, Toshiba. 281, 450k. Cây này thì coi như cây đánh bột đẹp anh em ạ. À. Cây đánh bột thì đẹp, máy nó cũng đẹp luôn á. 370 vòng trên phút,
điện 100V. 5A là tầm khoảng 450W anh em nha. Đã. Rồi mã 281, giá nó là 450k. Hết rồi. Rồi giờ qua máy cắt tay. Giờ hết hàng à. Để từ từ. Dạ, xuống từ từ. Bây giờ qua lô máy cắt tay anh em nha. Đây. Lô máy cắt tay. Lấy cái viết em chị. Đây là máy cắt tay. Em xin giới thiệu luôn. Tại đây đây là đó, em bán theo lô anh em nha. Những con này là những con nào có dây là em đã gắm vô rồi, có con kẹt, có con là coi như là nói chung là chạy không ngon lành. Còn có con là không chạy luôn. Đấy, như những con này có dây đây anh em nha. Gắm vô không chạy. Gắm vô thử cái lô này thử em. Đó, gắm vô là không chạy, nói chung là đây là em bán giá sát luôn anh em nha. Chỉ có bao ship thôi, không có bao ghi hết, nhưng mà máy chưa đụng chạm bất cứ một cái gì trong này luôn. Đấy, nhà em coi như là mỗi ngày bây giờ đó rất là nhiều luôn, đây nằm rất đóng luôn. Bây giờ hàng 2-3 ngày nữa về thì coi như không có chỗ nên em thanh lý ra, coi như cho anh em về dọn lại anh em ha. Đó, em bán theo luôn. Đây em bán sát nhưng mà em không cắt dây điện luôn anh em nha. Đó, gắm vô không chạy nè, gắm thử mấy con này nè, con anh gắm rồi, hai con này là không chạy là anh gắm rồi, không gắm mấy con này nè. Nói chung là có con kêu bật đạn, có con kẹt chạy e e. Mở nó, cọc tắt nó. Nó kẹt. Bán sát anh em nha. Thật sự là cái này là em chưa có đụng chạm gì hết. Anh em giờ nhà dọn tháo ra coi như là chỉnh thang hoặc là cái gì đó. Con này. Rồi con này có điều tóc nè. Lỡ bỏ vô luôn anh em nha. Đấy như lô này. Em hồi nãy em bỏ vô em không thấy điều tóc luôn á. 900k. Bỏ này ra, máy này con này có điều tóc chạy, bỏ ra. Lấy con Hitachi khác bỏ vô. Máy con nó có điều tóc mà coi như đó em em bỏ vô sáng không tìm test luôn á. Không thấy điều tóc á. 2 4 5. Bỏ thêm con Hitachi vô nữa em. Hả? Makita cũng được. Đại vô đây. Cho nó đủ bộ 6 con. Mã đầu tiên 6 con, được cái viết đây. Mã nhiêu chị? 282. Rồi, cái này em bán sát anh em nha. Đấy, 6 con như thế này. 2 con Hilti, 1 con Boss, 2 con Hitachi và 1 con Makita. Đây, đó. Đầy đủ dây luôn anh em nha. Lô này coi như đầu tiên bao đẹp luôn. Đó, đầy đủ dây luôn, không cắt dây. Gắm vô không chạy, chưa đụng chạm. Đó, anh em giờ tự dọn anh em nha. Đó. Rồi, mã 282 giá 900k, 246 con. Lô này 6 con anh em nha. Rồi này 283. Lô này 650k, 5 con. 2 con Makita, 3 con, 4 con, 4 con 5, 4 con Makita anh em nha. Đây là 1 2 3 4 con Makita và 1 con của Lắc Docker. Đấy. Con này mới mất chiếc đá nè. Dây nguồn. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 4 con đủ dây nguồn. Chỉ có con này là không có dây nguồn anh em nha. Con này là em chưa test luôn á. Những con nào có dây nguồn là em đã test rồi, là gắm điện vô không chạy là em bỏ ra em bán sát luôn. Còn những con này làm chưa test luôn anh em nha. Đó. Rồi 283 650k. Rồi đây 284. Rồi 600k. Lô này là lô của Ryobi. Một con Ryobi, hai con Ryobi, ba con Ryobi. Con này gắm vô không chạy anh em nha. Đó. Gắm vô không chạy luôn nhưng mà cũng không sửa luôn. Con này chưa test, ba con, hai con này không test nè. Đấy. 1 2 con, 3 con, 4 con, 4 con không test anh em nha. Còn con này test rồi. Đấy. Mã 264 600k. À 284 600. Đầy đủ đồ anh em nha, than đầy đủ hết. Chén đầy đủ, không có mất bảo giờ thôi. Thằng này cũng vậy. Đầy đủ. Bot của ghép ghép Nami thôi chứ không phải bot Trung Quốc đâu anh em ha. Đây. Đấy, hai con như nhau. Nói chung là em lựa theo như nhau thì như thế này anh em về nhà coi cho anh em dễ dọn hơn. Đó, hàng Ribi. Rồi 284 giá nó là 600k 5 con anh em nha. Lô này 5 con. Đứa nào cầm điện thoại quay cho anh này. Đây cầm đi.